Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Đi sao về vậy, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Đi sao về vậy đạo ơi? Ngày sanh ngày tử vậy thời y nhau, niệm Phật tỉnh giác thanh tao. Trước nam sau nữ quá cao ai ngờ. Tháng hai đinh hợi tỏ tờ. Thầy về kiểm đạo ra thơ khuyến đời, chấp tướng sau lại kêu trời. Bài thì khó quá vậy thời chuyển xây sư kia chạy ruộng Phật thầy, ngày nay chạy dãy chỗ này ai hay, lục tặc thế tục bao vây. Nhìn vào chán ngán đèo này khó qua, phá tướng Huệ trí nhận ra. Có người thiện nữ ma hà giáo truyền, vầng trăng lơ lửng hữu duyên. Ai người tâm đạo thâm uyên hiểu liền, huyền thâm lý đạo non tiên. Bình yên tự tại lên thuyền long hoa, biểu thượng ẩn cao dáng mà tầm. Sơn định an lưu chủ được tâm kỳ giả hườn vô thâm vi diệu. Hương thủy triều ngươn dứt đọa trầm. Phật hiện ra đời cứu chúng sanh. Giáo đạo từ bi rõ ngọn ngành. Hảo tịnh phá trừ tâm ô nhiễm. Hòa tánh phi phàm chẳng cạnh tranh. Huyền cơ đạo lý giống hảo hòa. Thông pháp ứng hành dự long hoa. Huỳnh trung bất nhiễm ba la mật. Đạo khai đốn ngộ thoát ta bà. Cali, ngày 11 tháng 12 năm 2023. Huyền Thông. Cảm ơn bạn Hà Hữu Phước, pháp danh Huyền Thông ở Cali, nguyên là một tín đồ Phật giáo hòa hảo gửi cho kỳ vân cư sĩ bài đi sao về vậy. Để giải tỏa thắc mắc người tín đồ Phật giáo hòa hảo tại sao thầy đi nam về nữ. Những câu thơ. Tháng hai đinh hợi tỏ tờ. Thầy về kiểm đạo ra thơ khuyến đời, chấp tướng sau lại kêu trời. Bài thi khó quá vậy thời chuyển xây, sư kia chạy ruộng Phật thầy. Ngày nay trại giấy chỗ này ai hay? Lục tặc thế tục bao vây. Nhìn vào chán ngán đèo này khó qua. Phá tướng Huệ trí nhận ra. Có người thiện nữ ma hà giáo truyền. Vầng trăng lơ lửng hữu duyên. Ai người tâm đạo thâm uyên hiểu liền. Cầu tháng 2 đinh hợi tỏ tờ. Ám chỉ ngày 16 tháng 4 năm 1947. Tức ngày 25 tháng 2 âm lịch năm đinh hợi đức thầy ra đi vắng bóng tại rạch đốc vàng hạ thuộc xã tân phú tỉnh đồng tháp những cụm tử thầy về kiểm đạo trại giấy có người thiện nữ vầng trăng lơ lửng ám chỉ đức thầy các cớ trở về mượn xác nữ xưng đức cậu ẩn ở lánh trang trong trại giấy ví như ngày xưa đức phật thầy ở trong trại ruộng vậy sự cố Đức Thầy về mượn xác nữ hàng Nga khiến phần đông tín đồ Phật giáo hòa hảo sợ xa lánh ngài ví như là cá sợ mắc lưới câu hoặc chim sợ cung tên bắn, đã được Đức Thầy tiên tri trong bài vịnh hàng Nga như sau. Khen ai cắt cớ bấm trời Tây, tỉnh giấc hàng Nga khéo vẽ mày, một phiến linh đinh trôi mặt biển, nửa vừng lửng đừng dán trên mây. Cá ngờ câu thả tơ bởi lội, chim tưởng cung trương sập sận bay. Những chữ cá và chim ám chỉ phần đông người tín đồ Phật giáo hòa hảo không chấp nhận thầy về mượn xác nữ hàng Nga. Họ chỉ chờ thầy về nguyên xác nguyên hình trai trẻ giống in như lúc thầy ra đi tại Đốc Vàng Hạ năm 1947 gọi là đi sao về vậy. Ta nói rằng ta chẳng ai nhìn, thân người chẳng có hỡi giống in. Đạo đời không giống ai nữa hết, chỉ còn người đạo điểm đức tin. Đi sâu trơn lý thời mới biết, long lọc gội thân sạch sẽ mình thì là mới hiểu ta nơi thế. Là ai rồi biết để cầu xin? Quay về nguồn cội trang 201, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1997. Những câu sấm cuối. Huyền cơ đạo lý giống hảo hòa, thông pháp ứng hành dự long hoa. Huỳnh trung bất nhiễm ba la mật, đạo khai đốn ngộ thoát ta bà. Cụm từ đốn ngộ nói lên pháp môn đốn giáo của lục tổ Huệ Năng, trực chỉ chân tâm giác ngộ một cách nhanh chóng tức khắc, kết luận, cõi thế nhìn ta gọi tiếng đòn. Phạm Nhơn chẳng rõ nói eo tròn, hoàn cầu luân chuyển nên mở mắt, tháng cuối rồi qua cũng một con. Trên đây là thơ sứ họa hàng Nga của Đức Huỳnh giáo chủ. Thầy về tìm được rất ít con đạo tháng cuối rồi qua cũng một con. Vì người trong bổn đạo Phật giáo hòa hảo chấp tướng chấp danh mang bệnh tham sân si trầm kha không nhìn được chân giáo lý của thầy thi văn giáo lý của Ngài Thanh Sĩ, tức bụng trị hàng Nga, thầy tiên môn đệ tục, đạo tránh tín đồ tà, cha hiền sanh con giữ, tức bụng trị hàng Nga. Hàng Nga bóng vẫn sáng, mặc dù nhiều mây áng. Khi ngọn gió thổi qua, ánh trăng hườn tỏ dạng. Tỏ dạng là ánh trăng, mây không thể cản ngăn, cản ngăn chỉ phí sức. Không thắng nổi chị Hằng. Chị Hằng soi thế gian, cho kẻ tối thế đàn. Không vì câu danh lợi, vạn cổ vẫn minh quang. Minh quang tánh của trăng, như minh quang đạo hằng, khoảng thế gian càng tối. Ánh quang minh càng tăng. Lá thờ Đông Kinh quyển 1, trang 132, Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày mùng 10 tháng 6 năm 1964. Ngài Thanh Sĩ tiên tri cuối hạ ngươn, Đức Phật Thầy dáng Trần cứu thế tùy cơ ứng biến tùy duyên hóa độ phải mượn xác nữ cư sĩ hằng nga chị hằng mặc cho người trong bồn đạo chấp tướng chấp danh rèm xiềm chê bai nhún chề chế nhạo đức phật thầy nhưng hào quang đức ngài càng tăng càng ứng khẩu thuyết pháp thao thao bất tuyệt để độ bá ra kịp dự hội long hoa kỳ vân cư sĩ siêu tầm sydney ngày 11 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem